trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 29 tháng 4, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin, trong những ngày cuối tháng 4, thời tiết nắng nóng gay gắt diễn ra ở cả ba miền đã làm tiêu thụ điện toàn quốc tăng cao kỷ lục. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, cả công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ điện ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia. Cụ thể, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4, công suất cực đại toàn quốc đã lên tới 47.670 MW. Sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 26 tháng 4 đã lên tới 993 triệu kWh. Mốc kỷ lục cũ là 942 triệu kWh vào ngày 23 tháng 4 vừa qua. Riêng đối với khu vực miền Bắc, do đây mới chỉ là đợt nóng gay gắt đầu tiên diễn ra, nên tiêu thụ điện miền Bắc dù tăng cao so với trước đó, nhưng vẫn chưa tới mức đỉnh đã từng được ghi nhận trong quá khứ. Như vậy, tiêu thụ điện ở miền Bắc khả năng cao còn tiếp tục tăng lên trong những đợt nóng sắp tới của mùa hè năm nay.